Con vâng thưa bạn, đây là màn bắt một con rắn hổ mang. Theo như dự đoán thì anh này có khả năng là phải rơi tới 3 cân. Đây là cái đuôi. Bây giờ tham gia dự đoán nhá, ai đoán chúng thì một phần thưởng. Đoán con này tầm khoảng 3 cân rưỡi. Hơn cân là cái trang rồi. Nếu mà ra là 2 cân. Chắc thế nhỉ? Ôi đây mới được một non nửa chứ mấy. Con này dài ấy. Tôi chặt đất khúc ngoài đi lấy tạng khúc ngoài đấy. Trời hứng máu ấy. Bành thì nó đen nó đi chợ. Sụt đấy, sụt đấy. Đây là đang có một phi vụ rất là hay anh ơi. Sụt. Đây. Con này chở con Bành à? Con này càm bên nào có đây mà cầm vui lôi mãi đéo ra. Con này là rắn gì hả? Châu. Châu. Con này ở đâu ra mà ghê thế nhỉ? Cố hết sức để lôi ra, thế nhưng anh rắn này rất khỏe. Con này là rắn, các bác không lôi được, bỏ ra rồi đây. Thôi tôi chặt lấy khúc đuôi để về thí điểm tạm đã. Con này hôm nay có một cái chết và giữa căng là nó cứ trườn dần, nó khác lùi ra mà. Con này ra không. Ôi đuôi nó kìa, trông ghê không? Chắc không? Chắc nó cứ trườn phát nó lại nó lại lùi ra nữa thì ra dần rồi. Không. Con này mình gặp một phát một gậy vừa ngang lưng thì ra đâu thì ra thôi, về ăn chả. Ôi cái bụng này. Mà bắt. Con này mình oh my god. Ăn gậy thôi. Chứ ăn gậy sao? Chưa chắc đã được 2 cân. Bắt mà con này nhanh lên gần. Bắt mà túa con này là rắn gì? Bình thường cầm một tay này giật một phát. Có mang châu, có mang châu. Không biết thì không biết. Hỏng rồi. Nhưng mà nó còn kiểu như là đầu nó ở đâu ấy. Từ từ, nó đang nghỉ. Đầu ai nhỉ đấy? Giữ nha. Giữ ở đây này. Để tao cậy tiếp. Thấy ở đây luôn này á? Giữ dùng để cho mệt. Giữ bên này này. Nó chạy thẳng đường. Giữ ở chỗ khoắn này này. Nó cũng là ra lúc trưa nha, chỉ không khốn nó bao quăng. Xá trên trả trên đi kìa. Cái này có giúp không ra. Không lấy đâu. Con này à. Gần đấy đấy. Chưa được một nửa. Gần đấy. Cái này chưa được một nửa thật. Chưa được. Ồ ngã đây rồi, vớt đây thôi. Mày rút gần đất. Đi người cho nhau tưởng ai đâm xe anh đấy không ra đúng nhịp. Các kẻ kéo gì. Đi hoàn kìa, chết thôi. Bày là như siêu nhân nhỉ. Ôi. Có bao giờ được nhìn con rắn chắc to được này. Chắc được 4 cân rưỡi. Gì mẹ nhìn thấy chắc con được to 4 này. Cân rưỡi. Con ta xem bằng bắt đuôi lại hay là to thế thế bảo. À đây. Đang giữ luôn cuốn hút cái trước. Tiền nhà vốn. Tao hoàn thì ra cái anh. Ui, ui mốc meo, bẩn nhem. Nó đi thằng nào? Đi thẳng lại này á. Không đi, không đi nữa, đứt đời. Tránh ra. Mày ra cống này mà xem ông Tú ông bắt con chăn này. Đúng, đuổi nó vào ngay. Nó đi ra thì được ngay. Nhà đen gọi hết cả làng rồi. Gọi hết cả làng. Vào mày hắn ra xong lại lấp vào người ta được cái gì mà. Đừng để nó vào. Cái này đầu nó còn ở đâu. Không, anh chụp lấy ảnh đi để em quay em. Vừa lấy đầu, rút đầu ra sẽ hơn đấy nhỉ. Cái này đầu vào còn khá dài đấy, không phải đơn giản đâu. Dài, con này dài lắm. Dài chứ. Con này phải dài gần 2 mét. Nó phải dài hơn người. Dài hơn người. Như này không hết người nó. Con này sống già đời lắm rồi. Đấy, con này. Đấy. Mày đi xem ông nó ra đêm thì nó chết. Đang bắt ở cống. Đêm này là đêm. Đêm này ra mà xem một tòa kinh khủng luôn. Này đấy. Con trai ra xem nào. Bố là đi đâu đầu tiên. Cắn lái tiến này. Đấy, nhìn thấy con rắn này to này giờ đâu. Hồi xưa không, như ngày xưa chúng bé bé thì nhìn thấy. Nhưng mà cũng nhìn cũng kiểu qua thôi. Bé không tọc bắt chưa được nhìn sáng mắt. Chưa, đây đang xé bao. Ôi. À, nó ở ngay đây phải không? Ngay cái cứt đi. Mày ăn sâu chưa? Ngay cái cứt đi. Bám vào đây. Bám vào chỗ này của lúa. Rum rum rộng ra. Cái này là cái đầu nó không con vào đấy đây. Bám vào đây đây. Móc vào cong cong. Cái đầu nó không thẳng thẳng nào cái này. Nó không ra nhỉ. Nó đang nghỉ dựng cái vây lên để nó đang cố chui vào, mình đang cố đâu cái này là nó không có lỗ nữa thì nó không trườn nữa, nếu có lỗ nó trườn nữa là nó lùi lại dần ra dần ngay, mình giữ căng ấy. Mỗi lần kiểu nó cứ kiểu nó ngồi thì nó phải mệt dần của mình. Wow, rồi đây nó cứ nằm im thôi rồi đấy. Mà cái thằng kia cất máy đi.
săn này nhỉ? Không đây, để tao đào giữ đây. Giữ chắc vào. Bây giờ có chạy lên mây. Một đống này. Cầm đi. Một đầu ra thật đấy. Đầu ra là túm mẹ đầu đi. Không túm được chứ. Thấy đầu nó vậy? Thấy rồi, túm đầu nó vẽ xuống người vẫn chụp lại. Ui con run. Ui con trâu. Đào trâu. Ai nhìn thấy? Ui. Thế nào thế nào quý vị? Nhìn loại đâu? Rất sượt vậy ra. Con này mấy triệu rồi? Đồ lồn. 600 hơn gần triệu cân. Con này gần triệu 600-700. Một cân đây này cả con. Một cân. Cân. Cân mà hết được con này. Con này hai cân hai cân. Con này phải có tầm 2 cân. Khoảng khoảng gần 2 cân. Không, nãy giờ ở đây ra không được. Được lấy rồi ông đâu nghe. Ta được lấy ra lâu đấy. Từ từ, mình dễ lên từ đoạn rồi. Ra, cái này vào mắt rồi thì lòi mắt ra. Để đi ra ăn xem. Để đi ra cho ông ấy cầm, ông ấy răng ngang. Rắn lại đeo bắt được là thấy. Đi ra là nó con bà lên đơm khối. Con này dài, con này nó sải này. Nó chưa phỉ nhà đâu. Con này một vớ như này. Sắp ra nữa. Đâu rồi? Đấy, đuôi với tí đây, thế tóm nó trườn đi, tóm nó bật lại ngay, mày tóm vào đầu tiên nó cắn rồi. Đúng rồi, nó cắn ngay. Nó bật theo quán tính nó cắn ngay. Nó đang trườn đi, cắn đéo. Đi đằng nào đấy? Nó đang trườn đi thì anh túm đuôi nó quay lại ngay. Đi nào. Còn cách chỗ này sao? Đoạn thôi đấy. Tóm vào nó tuột. Đoạn thôi. Có bao giờ bắt được con to như này không hỏi cậu Huấn? Có nhiều, rất nhiều. Mấy khi mới gặp con này. Bây giờ mà chứ đéo là đâu có ra con này to thế nhỉ? Khả năng cái lỗ của nó cũng chỉ ở cạnh cái bao đâu. Nó đi cái xếp bao. Nhẹ cái bao cho mấy cái xác đi. Xác đấy. Con này chết con được rồi. Con này dài này. Ông này lắm trò quá. Con này chỗ nào ấy? Chắc con này con được cắn. Cân rưỡi không hết. Đuôi nhọn hoắt thì phải. Con này thừa 2 cân. Con này có 2 cân, sát 2 cân. Đây ở đây đứng xa đấy. Sạch bao đấy. Bé ăn rồi đến đán nào to này đâu rồi. Ngay đây đi uống bia. Phải nhắc hết con mảnh cân 2 đúng không mẹ mình. Vã ăn mồ hôi rồi. Thấy nó thấy đấy. Một châu sợ mấy. Giờ cái bát của nó tí sợ được thoải mái. Mảnh 2 cân sợ. Cái phát đầu tiên là nó cắn ấy. Ôi thấy dao hơi người. Thấy dao à. Con dao đâu. Con này dao đâu hết rồi. Con này không mang đồ gì à. Ôi ôi. Ôi má ơi. Con sông hương nhà chú dài lắm. Nhà to là đâu ấy? Đâu ấy ra? Mẹ là một quy của quá đang làm một giường. Quy cả sông máy mương được chưa? Nó trượt. Hướng nó điện nhanh lên. Nhà mình chẳng lại hổ mang. Ai điện? Thả ra đây đây. Nó báo nó điện đất xem. Đang làm một giường giật nảy mình ý. Con này mình mang dậy vụt chết rồi. Trường tay công ấy, đồng ấy đi xe không đánh nha. Tôi nghĩ là con giáo mà băm trả. Ôi giời. Không con này băm trả. Đi xe ga đuổi theo rắn. Nhưng mà con tôi đừng đi. Nhiều thịt. Cái này chắc mình đi mua thịt ăn thì ăn được mấy ngày. Vừa rồi ạ. Ăn thịt vừa lắm lắm à. Tại chắc mình cho con ông bay mấy cần tới mình to lắm. Vừa rồi ở bên đều này. Ui ôi. Càng ngày càng to. Vừa ra. Càng ngày càng to ra nhá. Rắn thì càng ngày càng to ra. Con cần nếu thì rất. Càng to càng dài. Qua thời gian rắn càng ngày càng lớn. Chính bạch lâu lắm đấy. Ra được rồi. Từ đâu? Đi lên lòng cổ. Ôi trời ơi. Con này khủng bố đấy. Ra này. Đấy gì? Phải thôi không vậy ạ? Đúng rồi. Cẩn thận chấn thương sọ não thì. Cháu Hoàn về lấy cái thước mét để đo xem nó dài bao nhiêu cái gì cả. Đúng rồi, tí tí về đo xem nào. Này cho cả nó cứ ăn theo cái bao thôi, chỉ ăn theo cái bao. Ý ông muốn đi bò đấy nhá. Hôm nay xem ở trên Facebook thấy 1, 2, 3, 5, 4 của Tễ ở trên thùng xe rồi. Mới lại một con xe của thằng đi X đéo sợ công an đấy ra đấy không biết ở miền xấu xe có đi theo nào không đi à thằng cái tao gặp suốt ở dưới nghĩa hồ đéo sợ công an đéo sợ công an này mẹ luôn bắt chờ đấm bắt đây đây loại đi suốt đéo sợ công an bắt thương vẫn vào ơi thì mẹ vẫn còng vào là cái chứng vẫn vào ấy ghê bỏ mẹ đi ra bố chết mổ cầm cái nào đẹp mày chuồn đấy hoán cá xe của Thiên đấy.
Đấy, cái thùng xe thằng nào nó chụp được ở đâu ấy. Nó chắc cái gian rồi. Cái đấy. Nhìn ốp lên cái xe mà trễ à. Tắm lên một rồi, cái căn đâu. Vẫy răng rồi, vẫy răng rồi. Nó chú nó thả. Nó giật cái chỗ. Cái này không giữ chẳng đéo có đường đi rồi. Không có tỉnh nó. Vẽ trong rồi. Cho nên nắm làm im này chứ không nó trườn suốt. Nó mất rồi. Mẹ xiết vào dã man thế này. Đèn chi, đèn chuỗi. Đây nó. Trời cái này ra đây là châu, châu đẹp. Ai không xem mà ai không xem một bữa bắt rắn này là phí đấy. Hả? Để cho ra ngoài mà chụp được. Ngày toàn đầu người ấy. Dài đấy nhỉ. Dài con này rút cả tay lên hết. Này ra đi bắt cái gì? Nó xiết rồi. Đã im chỗ đấy nó xiết vào vụ. Dài lắm. Sao lại biết nó đây mà nghịch hay lại. Vừa có tin tình báo. Người chơi con này nhiều thịt. Đấy, mày nhìn thế này. Đấy, mà trả thì toàn. Con này mới bắt nó như cái con rồng mà nó vẫn chạy vào đây được. Nó nào đi được. Nó đâu? Nó đi được. Các câu chuyện truyền thuyết chuẩn bị bắt đầu. Thiệt thôi nhỉ. Ông muốn túm được, ông tú túm được từ kia nhưng nó lôi vào đây à. Cầm đuôi nó là lôi đây kiểu như chim bắt giới kiểu túm vào đuôi bắn xà ấy. Túm. Đây đây, túm nó túm bắt nó lôi còn dọc kia mà. Lôi ra người đi cơ mà, con này còn lôi người mà. Ra đây nhỉ. Ông muốn ngang hết quần áo. Theo kinh nghiệm xem Tây Du Ký đã 10 năm, con này ắt hẳn là yêu quái biến thành. Yêu quái hóa hình. Ra đấy phải không? Tinh. Sao nào? Sao nào? Sao nào? Nó tóm này, nó giữ còn lâu mới ra được. Tinh nhé. Rất to này. Con này là 26-27 cân. Vạ lô ạ. Vâng vâng ạ. Thằng đâu? Ôi ôi. Đấy, hai người nôi thế không nào mà. Lấy đi là lôi bạo. Vâng vâng có đấy ạ. Mai anh cứ qua nhé. Còn quay bao này. Vâng vâng ok ạ. Vâng. Con này giờ cho đuôi vòng cắt nó đau để nó có chuột cơ. Đâu cắn đuôi hút máu trước. Đấy, đúng rồi. Xong bắt đầu từ đầu to bằng này xong top cái lại bằng này. Bắt đầu con rắn nó chọc con này. Rắn mà. Ôi, bắt cái đó. Này rồi. Ra đấy. Này không bắt được đâu mà. Ít thì thành công được một nửa. Chặt tinh. Đứng vô vào. Từ từ rút đây. Bây giờ là nó đang rất mệt rồi. Ở đây đâu nhá. Quanh đây rồi. Con này. Kinh đường rồi. Quanh đây. Cua gấp cái kia có đồng quẩy nữa. Con này cá thỏ đấy. Con cầm đông. Cái đầu cầm ngang rồi. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Ôi ôi, nó cắn được cái chết. Ôi từ xa cái nào. Ôi ôi. Ôi ôi, ghê. Mẹ nó cứng đấy. Con này, ôi ôi, càng tay, càng, ôi ôi ôi, bình tĩnh nha mày. Ôi ôi, nó cắn. Sò người vào nó, người vào không phải sau khi đã bị thu phục bây giờ nó thuộc về bác Tú rồi hả ơi đi ra đi.